Bây giờ là thời gian dành cho chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình với những tin tức cập nhật đang được quan tâm. Chương trình sáng nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phú Yên đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đập Đồng Cam. Hai nữ nhân viên gác chắn giúp người ngã xe đạp thoát nạn. Camera 24 giờ, bủa dây dàn cảnh trộm tài sản. Sơ tán nhiều người trong vụ cháy chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ tạt axit để trả thù tại Thanh Hóa. Nô nức lễ hội Lồng Tông tại Tuyên Quang. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Tại xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, khu vực đầu mối đập Đồng Cam, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên vừa tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia danh lam thắng cảnh đập Đồng Cam. Và trải qua gần 100 năm hoạt động, đập Đồng Cam vẫn được xem là hình mẫu về kỹ thuật xây dựng công trình thủy nông phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đây còn là một danh lam thắng cảnh nổi bật trên sông Ba với phong cảnh thiên nhiên hữu tình hấp dẫn của Phú Yên. Công trình đập Đồng Cam nằm trên sông Ba thuộc thôn Phong Hậu, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, phía bờ Bắc và thôn Thành An thuộc xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, phía bờ Nam. Từ lúc hình thành ý tưởng cho đến khi hoàn thành công trình này kéo dài trong khoảng 40 năm. Khi có hệ thống thủy nông Đồng Cam, toàn bộ sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng Tuy Hòa có bước phát triển nhảy vọt. Từ một vùng đồng bằng chỉ sản xuất một vụ trở thành một vùng đồng bằng trù phú với 2 đến 3 vụ lúa năng suất cao, đem lại đời sống ấm no hạnh phúc cho người dân Phú Yên. Với những giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên ý nghĩa đó, đập Đồng Cam đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích quốc gia danh lam thắng cảnh. Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ Linh là lễ hội đặc sắc có từ lâu đời của huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, được người dân yêu thích. Lễ hội đua thuyền vừa được tổ chức đã thu hút nhiều người đến tham gia cổ vũ cho các đội đua trong không khí phấn khởi của những ngày đầu năm mới. Từ sáng sớm, người dân làng An Vĩnh và làng An Hải đã về trường đua thuyền, chọn cho mình vị trí đẹp để thưởng thức màn so tài kịch tính hấp dẫn của 8 thuyền đua Tứ Linh, Long, Lân, Quy, Phụng. Cái công việc của em thì đáng lẽ là ngày mùng 6 là em sẽ đi rồi. Nhưng mà tại vì cái đua thuyền này nó rất hấp dẫn. Nó làm em phải ở lại thêm tới tận mùng 8. Em mới xem thêm đua thuyền em mới đi được. Lễ hội đua thuyền có truyền thống gần 200 năm tuổi, gắn bó với đời sống sinh hoạt của cư dân miền biển Lý Sơn và trở thành nét đẹp văn hóa của cư dân nơi đây. Lễ hội có 2 dòng đua 8 chiếc với sự tham gia của gần 200 vận động viên là những ngư dân giỏi nghề đi biển và dòng đua 4 chiếc để chọn ra đội thuyền xuất sắc điều khiển thuyền đua vượt sóng biển. Người dân đảo luôn tự hào khi lễ hội được gìn giữ, bảo tồn đến ngày hôm nay và là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội đua thuyền Lý Sơn thì với một mong muốn thì để cho hàng năm thì kinh tế Lý Sơn làm nông như làm biển phát triển cách toàn diện và mạnh mẽ hơn ạ. Cái lễ hội đua thuyền truyền thống này là nó có từ hồi xưa đến bây giờ. Nhân dân Lý Sơn rất là tự hào về cái truyền thống này. Thì chúng tôi cũng là người dân rất là mong muốn chúng ta vẫn gìn giữ mãi cho đến mãi về sau. Lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ Linh được tổ chức đầu xuân mới. Ngoài nghĩa cử tri ân công đức tiền hiền có công lập xóm làng, xây dựng đất đảo trù phú, tưởng nhớ đến các hùng binh, còn quảng bá hình ảnh Lý Sơn đến với du khách trong và ngoài nước. Hôm qua, khá đông người dân đã tiếp tục trở lại thành phố Hồ Chí Minh sau Tết. Ghi nhận tại các cửa ngõ giao thông thì lượng phương tiện khá đông đúc nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Tại cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, cửa ngõ miền Tây, lượng phương tiện ô tô hướng về thành phố Hồ Chí Minh khá đông đúc, nối hàng dài chờ qua các trạm thu phí và đường rẽ vào thành phố. Tuy vậy không xảy ra tình trạng ùn tắc. Tương tự tại quốc lộ 1, dòng người hối hả vào thành phố. Theo ghi nhận, lượng người từ các tỉnh như Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng
lựa chọn di chuyển bằng xe máy khá nhiều để tiết kiệm chi phí và linh hoạt trong đi lại. Dù vậy, nhờ việc nhiều người chủ động trở lại thành phố từ nhiều ngày trước, nên tình trạng giao thông được giảm tải đáng kể, không có nhiều điểm ùn tắc. Ngay những ngày đầu năm mới, hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân lao động tại công trường cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội, đã khẳng định sự quyết tâm vượt khó để đưa công trình vào khai thác đúng dịp giải phóng thủ đô 10 tháng 10 năm nay. Và đây sẽ là cây cầu thứ 7 bắc qua sông Hồng, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế xã hội, tạo diện mạo mới, có tính đột phá về phát triển cho các khu vực phía bắc sông Hồng. Gói thầu xây dựng cầu chính vượt sông Hồng là gói thầu cuối cùng và cũng là quan trọng bậc nhất của dự án đang được thi công. Theo đánh giá của nhà thầu, điều kiện thi công gói thầu số 1 được đánh giá là khó khăn nhất khi phải xây dựng dưới lòng sông sâu 12m với dòng nước chảy xiết. Nhưng với sự nỗ lực quyết tâm, đến nay nhà thầu đã triển khai xong hạng mục bệ thân trụ và đang tiến hành thi công kết cấu phần trên. Hiện trên công trường, toàn bộ khối lượng vật tư thiết bị đã được tập kết. 8 mũi thi công ở cả 8 trụ cầu cũng đã được nhà thầu liên danh đồng loạt triển khai ngay trong những ngày đầu xuân mới, với quyết tâm đảm bảo hợp long cầu trước ngày 30 tháng 6, hoàn thành thông xe trước ngày 2 tháng 9 năm nay. Cùng với sự nỗ lực của các nhà thầu thì tư vấn giám sát và chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cũng có vai trò đặc biệt quan trọng để đảm bảo an toàn trong lao động, tiến độ và cả chất lượng. Với sự chỉ đạo sát sao, giám sát chặt chẽ tiến độ thi công, nhờ đó đến nay, sau gần 2 năm triển khai thi công, có tới 4 trên 5 gói thầu xây lắp chính đã hoàn thành. Toàn bộ khối lượng toàn dự án đạt trên 70%. Đây là tiền đề quan trọng để đưa toàn bộ dự án khai thác đúng dịp giải phóng thủ đô 10 tháng 10 tới. Sự hăng say làm việc ngay từ ngày đầu năm mới, sự đổi thay từng ngày của công trình đã khẳng định sự quyết tâm của toàn bộ cán bộ, kỹ sư, người lao động trên công trường để đưa dự án về đích đúng hẹn, đáp ứng niềm mong mỏi của người dân có thêm cây cầu vượt sông Hồng hiện đại, giảm bớt áp lực cho tuyến giao thông trọng điểm của thủ đô. Đại diện công ty cổ phần đường sắt Hà Hải cho biết hai nữ nhân viên gác chắn thuộc đơn vị quản lý đã giúp một người phụ nữ bị ngã xe đạp trên đường ray khi chắn đang đóng tàu sắp tới, tránh được tai nạn đáng tiếc. Vụ việc xảy ra tại đường ngang Nghĩa Lợi, tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, đoạn thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng. Hai nữ nhân viên gác chắn là Hà Thị Thúy Hạnh và Phạm Thị Niên đang kéo dàn chắn, đóng chắn để chuẩn bị đón tàu LB6 xuất phát từ ga Hải Phòng đi Hà Nội. Lúc này, bỗng có một người phụ nữ chạy xe đạp từ đường gom ra khu vực đường ngang và đi qua đường sắt. Do vỏ xe đạp chở nặng nên người phụ nữ luống cuống và bị ngã xuống đường ngang. Rất nhanh, chị Hạnh và chị Niên chạy ngay đến giúp người phụ nữ dựng xe đạp và lấy các vật dụng ra khỏi khổ giới hạn đường sắt. Sau đó quay lại tiếp tục đóng kín đường ngang, giao vị trí, đón tàu qua an toàn. Người phụ nữ đã được giúp thoát nạn vì chỉ khoảng 40 giây sau, tàu đã đến đường ngang. Nam thanh niên điều khiển xe máy đã tông vào xe ô tô bán tải dẫn đến bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 14 đoạn qua khu phố 2, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Khoảng 16 giờ chiều qua, nam thanh niên khoảng 25 tuổi điều khiển xe máy mang biển số 23D14320 lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ thành phố Đồng Xoài đi tỉnh Đắk Nông. Khi xe đến ngã ba giao nhau giữa đường vào cổng khu công nghiệp Đồng Xoài 2 với quốc lộ 14 thì bất ngờ tông vào hông xe ô tô bán tải đang rẽ trái vào cổng khu công nghiệp. Cú tông mạnh khiến nam thanh niên và xe máy bị giăng dội ngược trở lại. Nam thanh niên bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Một chiếc xe đầu kéo khi băng qua đường ngang đã xảy ra va chạm với tàu hỏa tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Cơ quan chức năng đang triệu tập tài xế lái xe đầu kéo để làm rõ vụ tai nạn này. Vào khoảng 8 giờ 50 phút ngày 28 tháng 1, tại đoạn đường ngang km 28 800 đường sắt Bắc Nam, đoạn thuộc địa bàn xã Văn Tự, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, đã xảy ra vụ xe ô tô đầu kéo chở sắt va chạm với tàu hỏa. Vụ tai nạn khiến phần đầu tàu hỏa bị móp méo, hư hỏng. Lực lượng chức năng cho biết sau khi xảy ra tai nạn, lái xe đầu kéo đã bỏ đi khỏi hiện trường nên chưa tiến hành đo nồng độ cồn và test ma túy đối với lái xe này được. Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh và triệu tập lái xe đầu kéo để làm rõ vụ việc. Thưa
Thưa quý vị, các đối tượng trộm cắp tài sản ngày càng liều lĩnh cùng đồng bọn gian cảnh để thực hiện hành vi phạm tội. Và nếu không đề cao cảnh giác thì người dân có thể sẽ bị mất mát tài sản. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi những vụ gian cảnh trộm tài sản được camera 24 giờ ghi nhận để nâng cao ý thức đề phòng với tội phạm này. Xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị, những vụ giàn cảnh để đồng bọn trộm cắp tài sản với mức độ táo tợn xảy ra nhiều nơi ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân bị rơi vào vòng vây nhưng không thể kháng cự, thậm chí là bị trộm không hề hay biết. Những đoạn clip camera sau đây như lời nhắc nhở bà con cảnh giác bảo vệ tài sản của chính mình. Bị giàn cảnh trộm xe giữa ban ngày khi mới đi làm khoảng 1 tháng, một bác bảo vệ lớn tuổi đành ngậm ngùi bỏ tiền túi để đền xe cho nạn nhân. Sự việc xảy ra tại quán cà phê trong làng Đại học Quốc gia, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương. Theo đoạn clip camera an ninh ghi lại vào ngày 29 tháng 12 năm 2022, hai đối tượng đi xe máy đến quán cà phê. Sau khi thả đồng bọn xuống, đối tượng cầm lái chạy xe tới, gọi bác bảo vệ ra hỏi đường. Khi thấy bác bảo vệ không chú ý xe, đồng bọn của hắn đi bộ tới, nhanh chóng bẻ khóa, lấy trộm một chiếc xe máy của một nam sinh viên, rồi tẩu thoát. Được biết, sau khi đền tiền xe xong, bác bảo vệ cũng đã xin nghỉ việc. Thủ đoạn người lớn giàn cảnh vào mua đồ để con trẻ đi vào trộm tài sản đang là chiêu trò được các đạo chích sử dụng khá phổ biến. Mới đây tại Đắk Nông, xảy ra một vụ việc được camera an ninh ghi lại. Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, một gia đình gồm 2 người lớn và 1 đứa trẻ đi trên một chiếc xe tay ga ghé vào một quán nước bên đường. Lúc này, 2 người lớn giàn cảnh mua dừa thu hút sự chú ý của chị chủ quán, còn em bé thì tỏ vẻ khá chuyên nghiệp đi bộ vào bên trong rồi thò tay trộm điện thoại trên bàn đem ra cho người lớn. Hành vi khá thuần thục, ít ai ngờ rằng lại đến từ một đứa trẻ còn quá nhỏ. Thực hiện thành công, cả gia đình lên xe tẩu thoát. Còn tại Đồng Nai, theo hình ảnh camera của quán nước ghi lại, khi chủ quán đang ngồi ở bên trong nhà thì có một người đàn ông đi xe máy tay ga màu vàng chở người phụ nữ cùng bé gái đến hỏi mua nước. Chủ quán thấy có khách liền để chiếc điện thoại iPhone 7 trên mặt bàn trong nhà rồi đi ra ngoài làm nước. Lúc này người phụ nữ liên tục nói chuyện với chủ quán để đánh lạc hướng, đồng thời đưa tay ra hiệu cho bé gái tiếp cận chiếc điện thoại trên bàn. Khi thấy bé gái đã trộm được điện thoại, người phụ nữ này cũng không mua nước nữa, rồi đi ra ngoài, lên xe máy người đàn ông chờ sẵn, phóng đi. Tiếp theo chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay là những thông tin đáng chú ý sau. Sơ tán nhiều người trong vụ cháy chung cư ở thành phố Hồ Chí Minh. Bắt giữ 3 nghi phạm liên quan đến vụ tạt axit để trả thù tại Thanh Hóa. Nô nức lễ hội Lồng Tông tại Tuyên Quang. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Công an quận 6 thành phố Hồ Chí Minh đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại chung cư trên đường Nguyễn Văn Luông, phường 12 khiến nhiều người phải sơ tán. Hơn 14 giờ chiều qua, người dân phát hiện khói lửa tỏa ra từ một căn hộ tại tầng 4 chung cư trên đường Nguyễn Văn Luông, nền hậu quán. Lúc này, các bảo vệ chung cư báo động sơ tán người dân sống trong chung cư xuống đất để đảm bảo an toàn. Vụ việc khiến người dân hoảng hốt. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Ngọn lửa sau đó được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản bên trong căn hộ. Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án bắt giữ 3 nghi phạm gồm Đỗ Dứt Lợi, 42 tuổi, Lê Văn Cường, 32 tuổi và Lê Xuân Anh, 24 tuổi, đều trú tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa để điều tra vụ án tạt axit nhằm trả thù cá nhân. Trước đó, Công an xã Luận Khê, huyện Thường Xuân nhận được tin báo của người dân về việc chị LTH, 31 tuổi, ở xã Luận Khê, trong khi đang điều khiển xe mô tô chở theo con trai và chị gái, đã bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy ép xe tạt axit, khiến cả 3 bị bỏng ở vùng mặt và tay. Quá trình điều tra, Công an huyện Thường Xuân đã bắt giữ Lợi, Cường và Xuân Anh,
với cáo buộc là thủ phạm gây ra vụ tạt axit nói trên. Các nghi phạm khai nhận năm 2020, chị H có quen và nảy sinh tình cảm với Lợi. Sau đó, chị H muốn chấm dứt với Lợi, tức giận vì níu kéo tình cảm nhưng không được. Lợi đã thuê Cường và Xuân Anh tạt axit vào người chị H để trả thù. Hiện công an đang tiếp tục điều tra vụ án. Lãnh đạo công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang điều tra vụ hai thi thể trôi dạt vào bờ biển trên địa bàn. Lúc 6 giờ sáng qua, người dân phát hiện hai thi thể chưa xác định danh tính trôi dạt vào bờ biển thuộc thôn Phước Thành, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, khu vực gần giáp huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, đồng thời báo cáo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Nhận thông tin, công an huyện Bình Sơn, đồn biên phòng Bình Thạnh đã khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Ông Hãng A Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cho biết là cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân một nữ sinh lớp 9 tử vong sau khi uống rượu. Theo ông Hành, ngày mùng 3 Tết, em M, học sinh lớp 9 ở xã Bản Công, có đến nhà bạn ăn và uống rượu. Trong lúc uống rượu, nữ sinh này đi ra ngoài thì ngã gục. Khi được các bạn phát hiện, M đã bất tỉnh, sau đó thì em đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến ngày mùng 5 Tết thì em M tử vong. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày mùng 8 tháng Giêng, tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã tổ chức lễ khai bút Xuân Quý Mão 2023. Lễ khai bút không chỉ là dịp thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu học mà còn bày tỏ tấm lòng thành kính của các thế hệ hôm nay đối với các bậc tiền nhân. Tục khai bút và xin chữ đầu xuân là nét đẹp văn hóa từ lâu đời tại đền thờ Giảng Thế Sư Biểu Chu Văn An. Trải qua bao đời, phong tục này vẫn được các thế hệ người Việt trân trọng, giữ gìn và trở thành giá trị di sản văn hóa phi vật thể có sức lan tỏa. Tại lễ khai bút, các tổ chức doanh nghiệp đã ủng hộ cho Quỹ khuyến học thành phố Chí Linh với tổng kinh phí 800 triệu đồng. Những ngày đầu năm mới, các lễ hội truyền thống diễn ra khá là nhộn nhịp. Và cụ thể tại tỉnh Tuyên Quang, huyện Chiêm Hóa vừa tổ chức lễ hội Lồng Tông, ngày hội xuống đồng. Đây cũng là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, thể hiện loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian cầu mùa của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước. Sau 3 năm tạm dừng tổ chức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ hội năm nay đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách nô nức kéo về trung tâm huyện Chiêm Hóa để tham dự. Lễ hội Lồng Tông được tổ chức vào ngày mùng 8 tháng Giêng hàng năm, với mong ước cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà yên vui hạnh phúc, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Lễ hội Lồng Tông đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và trở thành sản phẩm du lịch đặc thù trong năm mới của địa phương. Cũng với ý nghĩa xuống đồng đầu năm, cầu mong cho mùa màng bội thu, đông đảo người dân và du khách đã tập trung về cánh đồng ở xã Mường Cang, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu để tham gia lễ hội Lùng Tùng của người Thái. Lễ hội Lùng Tùng còn được gọi là lễ hội xuống đồng. Đây là hoạt động tín ngưỡng mang tính chất nghi lễ nông nghiệp cổ xưa, mở đầu cho một mùa sản xuất mới, tiêu biểu và quy tụ sắc thái văn hóa đặc trưng nhất của đồng bào dân tộc Thái. Trong lễ hội gồm nhiều nghi thức nhằm cầu mong mùa màng bội thu, con người khỏe mạnh, bản làng yên vui. Lễ hội này là thứ nhất là tức là cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và con người được khỏe mạnh, con cái sinh sôi, các già trẻ thì được trường thọ bình an. Và cái ý nghĩa thứ hai tức là nhằm gắn bó sự đoàn kết giữa các mường. Lần đầu tiên là cuộc đời được trải nghiệm các cái lễ hội ở địa phương. Do vậy là cái chuyến đi này thì tôi cảm thấy là nó rất là vui. Lễ hội Lùng Tùng gồm hai phần, lễ và hội. Trong phần lễ diễn ra nhiều nghi thức như cúng nàng hang, cúng thành hoàng, thần linh trên trời dưới đất, cúng thần núi, thần rừng. Phần hội được bắt đầu bằng nghi thức và làng có uy tín trong bản, trong xã, đánh trống và chiêng khai hội. Ngay sau đó, đại diện chính quyền cùng người dân bản xuống đồng thực hiện nghi thức cày bừa, gieo hạt, mở đầu một năm sản xuất, mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, người dân được khỏe mạnh. Được thiên nhiên ban tặng, huyện Than Uyên có những cánh đồng lúa trù phú đẹp như tranh vẽ như Mường Than, Mường Cang. Nơi đây cũng có nhiều sản vật địa phương, hệ thống cảnh quan thiên nhiên như sông hồ, rừng xanh, núi cao, gắn liền với những bản làng mang đậm nét văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú. Đây là lợi thế lớn để phát triển du lịch Than Uyên,
thu hút du khách tham quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Tiếp theo chương trình người đưa tin 24 giờ sáng nay là các thông tin đáng chú ý trên các báo phát hành sáng nay. Xin mời Thành Đô. Dân và chúng ta sẽ cùng mở đầu với thông tin trên báo Tuổi Trẻ. Thưa quý vị, chào các bạn, một bài viết đáng chú ý trên tờ báo này sáng nay được đăng trên trang nhất có nhan đề Du lịch kỳ vọng bùng nổ. Tác giả cho biết, kỳ nghỉ Tết Quý Mão kéo dài một tuần cùng với thời tiết thuận lợi, người dân đi du xuân tăng gần 50% so với Tết năm ngoái. Ước cả nước có khoảng 9 triệu lượt khách nội địa đã lên đường du xuân, chưa kể hàng trăm ngàn lượt khách xuất ngoại, mang đến không khí mới cho ngành du lịch sau một năm nhiều trầm lắng. Nhận định về tình hình kinh doanh Tết, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng, các hãng lữ hành đã xây dựng nhiều tour du lịch Tết, trong đó tập trung nổi bật ưu thế vùng miền, liên kết các điểm đến, đa dạng hóa dịch vụ trải nghiệm nhằm tăng doanh thu dịp Tết. Và cũng trên báo Tuổi Trẻ sáng nay còn có bài viết Du lịch miền Tây hút bạc dịp Tết. Tác giả cho biết là trong những ngày Tết Quý Mão, các tỉnh miền Tây đã đón lượng khách du lịch lớn. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre, từ 30 tháng Chạp đến mùng 5 Tết, các điểm du lịch đón khoảng 64.000 lượt khách, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành du lịch Kiên Giang cũng đón hơn 339.600 lượt khách, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó thì khách quốc tế đạt 15.113 lượt, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu ước đạt 374 tỷ đồng. An Giang cũng đón trên 500.000 lượt khách du lịch đến tham quan thưởng ngoạn và cúng giếng tại các khu điểm du lịch. Nhiều doanh nghiệp Việt đã gặt hái được thành công trong năm 2022 khi chuyển mình xuất khẩu qua thương mại điện tử, mà đặc biệt là các sàn lớn hàng đầu thế giới như là Amazon. Năm 2023 dự kiến xu hướng này tiếp tục bùng nổ. Trong bài viết, tác giả đã lấy ví dụ cụ thể ở một số doanh nghiệp thành công khi chuyển mình xuất khẩu qua thương mại điện tử. Trong đó, tiêu biểu như Chic & Chill, một thương hiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ đan đác của Việt Nam, đã đạt con số tăng trưởng đến 700% và nhiều thương hiệu khác. Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường eMarketer Mỹ, Việt Nam thuộc top 5 thế giới về mức tăng trưởng doanh thu thương mại điện tử bán lẻ trong năm 2022. Báo cáo nhận định xuất khẩu và kinh doanh trên Amazon đã mở ra một động lực kinh tế mạnh mẽ đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt. Sau Tết, xuất khẩu hàng sang Trung Quốc tại các cửa khẩu như là Tân Thanh, Hữu Nghị, Móng Cái diễn ra sôi động, thậm chí là hàng chuyển đến đâu thì xuất đến đấy. Đó là thông tin vui có trong bài Trung Quốc hút nông sản Việt dịp đầu năm đăng trên trang 7 báo Tuổi Trẻ sáng nay. Theo bà Trần Bích Ngọc, trưởng ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái Quảng Ninh, có 159 xe hàng xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu và lối mở trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Quý Mão ngày 28 tháng 1. Trong đó, số xe xuất khẩu là 154 lượt, gấp hơn 30 lần so với số xe nhập khẩu 5 xe. Năm nay không xảy ra tình trạng ùn tắc hàng nông sản. Theo bà Ngọc, lượng hàng xuất nhập khẩu giữa hai bên đang ngày càng tăng. Ở cửa khẩu, các tỉnh Lạng Sơn và Lào Cai cũng có những tín hiệu tích cực như thế. Thưa quý vị, hiền lành, giản dị là cảm nhận đầu tiên khi người khác gặp Trần Khánh Tường, sinh viên năm thứ 2 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, vừa được trao danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh ngay những ngày cuối năm 2022. Trần Khánh Tường tâm tình: Tôi chọn học ngành điều dưỡng kỹ thuật y học cũng vì nhiều lý do. Đầu tiên là vì cả ba và mẹ tôi đều có bệnh nên tôi muốn học để có thể chăm sóc cho gia đình. Thứ nữa, tôi thấy các bệnh nhân khi mắc bệnh, họ không chỉ bị tổn thương về thể chất mà còn chịu tổn thương về tinh thần nữa. Tôi muốn được làm gì đó để giúp họ trong khả năng của mình. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng Khánh Tường biết tự lực vươn lên trong cuộc sống, vừa học vừa chạy xe ôm công nghệ, được mọi người nhắc đến với tên gọi thân thương, tài xế của những chuyến xe không đồng giúp cho nhiều bệnh nhân nghèo. Trong một gặp gỡ đầu tuần trên báo Tuổi Trẻ sáng nay còn có bài viết đáng chú ý, thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 ra sao? Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, ông Quỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trương tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm 2023-2024 theo hướng giữ ổn định như các năm 2021-2022. Theo đó, Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo chung, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng. Kỳ thi dự kiến tổ chức như mọi năm vào nửa đầu tháng 7. Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tổ chức kỳ thi này. Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 dự kiến giữ ổn định như năm 2022. Nội dung đề thi nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu ở lớp 12.
nhưng đề thi sẽ tăng cường hợp lý một số nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn để từng bước tiệm cận với định hướng đánh giá năng lực phù hợp với mục tiêu yêu cầu phát triển năng lực phẩm chất người học của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.